Thành, Trường Giang phản ứng gây bất ngờ. Đại Nghĩa nói chúng tôi như u nhọt của xã hội vậy. Vào tối ngày hôm qua, tập 5 chương trình Giọng Ải Giọng Ai đã lên sóng với rất nhiều tiết mục thú vị. Tuần này, ngoài hai người chơi thường trực là Trường Giang và Trấn Thành, còn có thêm các khách mời khác như Trang Pháp, Mai Tiến Dũng, Puka, Bảo Lâm. Ngay từ đầu chương trình, Trường Giang và Trấn Thành đã ngồi sẵn ở ghế người chơi để đợi các khách mời tới. Hai khách mời đầu tiên bước ra là hai diễn viên hài Puka và Lê Dương Bảo Lâm. Bảo Lâm đã có màn xuất hiện khá ấn tượng và hài hước khi chạy vòng quanh sân khấu chào tất cả khán giả, rồi kêu gọi mọi người cổ vũ với phong cách quen thuộc. Các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, các bạn trên lầu ơi, các bạn dưới nhà xe ơi, hai giơ tay lên nào. Sau đó Bảo Lâm chia sẻ thêm về tình hình kinh doanh hiện tại, ngoài việc đi diễn của mình. Anh nói tôi bán nhiều thứ lắm, cứ livestream cái gì là bán cái đó, nhưng bán cái gì cũng ế. Bảo Lâm cũng hỏi Trường Giang có muốn thuê mình bán quán không. Trường Giang hiền lành lạnh lùng trả lời, quán anh đang yên ổn em ạ. Trường Giang còn chia sẻ, nhà tôi ở Đồng Nai cách nhà Bảo Lâm có 9 phút thôi, nhưng bây giờ tôi chẳng dám về ở nữa, nhìn cái hình của nó ra trong quán mà thấy ghê. Tiếp theo là sự xuất hiện của hai khách mời Mai Tiến Dũng và Trang Pháp. Khi hai khách mời này xuất hiện, MC Đại Nghĩa liền thốt lên, tôi không biết làm sao để các bạn có thể sống nổi với những con người ngồi dưới kia. Sau đó anh còn hỏi, hôm nay bạn đến đây, gặp những nhân vật đó bạn có thất vọng không? Thế vậy Trường Giang liền bức xúc lên tiếng, Đại Nghĩa nói chúng tôi như u nhọt của xã hội vậy. Trấn Thành cũng nhảy dựng lên, anh làm sao vậy, anh làm sao vậy, bộ em xấu lắm hả? Sau đó Trường Giang còn nhắc Bảo Lâm, em mà lên livestream thì nhớ báo cho người biết rằng anh Đại Nghĩa nói xấu nghệ sĩ, nói xấu đồng nghiệp đi. Thế luật chơi của chương trình sẽ có hàng loạt nhân vật từ nhiều ngành nghề khác nhau được đưa ra trước mặt các người chơi và họ phải đoán xem ai trong số đó sở hữu giọng hát hay. Các nhân vật được đưa ra đều có tạo hình khác biệt với cả tính thật của họ để tránh lừa người chơi. Trấn Thành trong lúc phỏng đoán về một thí sinh nam có nói, cái mặt bạn này giống Noo Phước Thịnh mà dựa vào thuyết âm mưu của chương trình đưa ra, đằng sau sự hoàn hảo là một giọng hát hoàn hồn, bạn này có thể là một vũ công. Thế vậy Puka mới nhắc Trấn Thành, bạn này em nghĩ không phải vũ công đâu anh, vì bạn ấy không đi giày độn. Em thấy thường những người hoạt động nghệ thuật hay đi giày độn. Trường Giang vừa nghe tới đó liền lập tức nhảy dựng lên quát, Puka, tỉnh táo lại đi, em vừa tát vào mặt một ai đó. Puka lúc này mới ngỡ ngàng hỏi lại Trấn Thành, thế ra anh hay mang giày độn mà. Trấn Thành liền quát, bạn nghĩ sao vậy, tôi mang giày đôn chứ không phải giày độn nhé. Trong một lần phỏng đoán, Trường Giang đã khẳng định về một thí sinh rằng thí sinh đó chắc chắn không thể hát được. Anh nói nhìn cái mặt cậu này không bao giờ hát hay được, hát là có banh xác thì có. Nhưng khi cất giọng lên, thí sinh này lại khiến mọi người bất ngờ vì hát quá hay. Thế vậy Trấn Thành mới nói Trường Giang là ác mồm, vùi dập một giấc mơ. Trường Giang hơi ngượng nên phải thanh minh, nhưng vì lúng túng nên nói nghịu thành những câu nói rất khó hiểu, buồn cười. Cuộc sống mà, ai cũng có lúc nhầm, cũng tại bạn diễn nhiều quá nên tôi không biết ai diễn giả nữa. Thượng đế sinh chúng ta là một định mệnh, mỗi người đều có hai bán cầu, não và trái. Sau đó Trường Giang ôm mặt xấu hổ sau khi nói nghịu. Kết hôn với Harry Won, Trấn Thành là người đàn ông khôn nhất showbiz Việt. Đừng nghĩ Trấn Thành không toan tính gì khi lấy Harry, trên thực tế gã đã được rất nhiều khi lấy được cô nàng Harry ấy. Chẳng khán giả nào có thể nghi ngờ về khả năng trí tuệ của Trấn Thành được cả. Tại MC đó mà không thông minh thì khái niệm chỉ số IQ có lẽ không cần tồn tại nữa. Tuy nhiên, cái thông minh hoặc ngôn của Trấn Thành không chỉ được thể hiện trên sân khấu hay khả năng học hỏi thuộc hàng khó gặp của hắn, mà còn ở trong chính lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời, lấy vợ. Đúng vậy, riêng về khoản chọn vợ, Trấn Thành khôn nhất showbiz Việt. Trấn Thành khôn ở chỗ nào? Chuyện lấy vợ luôn là chuyện hệ trọng đối với tất cả mọi người, chứ chẳng riêng gì là nghệ sĩ. Và như mọi gã đàn ông khác trên đời, Trấn Thành cũng cần phải tính toán khi lấy Harry Won. Đừng nói gã không toan tính gì, bởi cứ nhìn vào cuộc sống sau hôn nhân của gã, người ta sẽ phải ồ lên một câu rằng tay MC này khôn thật. Harry không thuộc dạng mỹ nữ sắc nước hương trời, cũng không sở hữu chân dài hay sổ đo ba vòng theo kiểu hoa hậu, hoa khôi. Trong giới nghệ sĩ, nhan sắc của cô cũng thuộc dạng xinh, nhưng không thể gọi là xuất sắc. Khả năng kiếm tiền của cô khá ổn, nhưng cũng khó mà sánh kịp với một vài gương mặt đình đám trong showbiz Việt thời điểm này. Gia thế khủng càng là điều xa vời khi nhắc về cô nàng ca sĩ, vì khán giả nào cũng biết thừa chuyện Harry từng khó khăn ra sao khi khởi nghiệp.
Tầm ảnh hưởng trong showbiz của Harry mạnh mẽ, nhưng là so với người khác chứ không phải Trấn Thành. Ít ra thì trong giới giải trí, không có mấy ngôi sao đủ tự tin so lượng fan hay sức hút với Trấn Thành hết cả, vì đó là điều cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Vậy thì rốt cuộc Trấn Thành khung ở chỗ nào khi chọn Harry? Cô không quá đẹp, cũng chẳng quá giàu, cũng không phải là chỗ dựa tốt để hắn tiến thân. Đó cũng chỉ là nhận định chung của nhiều khán giả khi cuộc hôn nhân của họ vừa được khởi đầu. Có điều càng về sau, người ta càng thấy rằng Trấn Thành là một gã đàn ông tỉnh táo. Gã không lấy vợ bằng cách đặt cô lên bàn cân để đồng đếm giá trị, mà là lấy người mình yêu và thật sự yêu mình. Gã được gì ư? Một người vợ theo đúng nghĩa và một cuộc hôn nhân hiếm có trong showbiz. Chẳng khó khăn lắm để Trấn Thành cưới một nàng hoa hậu chân dài miên man hay thậm chí là một nữ đại gia lắm tiền nhiều của. Dù gã không hẳn đẹp trai hay soái ca gì cho lắm, nhưng cái duyên dáng và danh tiếng của một ngôi sao hạng A thừa sức giúp Trấn Thành cưa đổ mọi bóng hồng. Nhưng rốt cuộc, nếu làm vậy thì gã đang làm giám khảo cuộc thi nhan sắc hay là làm kinh tế, chứ nào phải đi lấy vợ. Trấn Thành được gì và mất gì khi cưới Harry? Cưới Harry, Trấn Thành có mất mát gì ngoài tự do hay không thì có lẽ chỉ gã biết. Nhưng về cái được thì hình như những người ngoài cuộc cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Gã không có thêm một chỗ dựa khủng để tiến thân, nhưng lại được thêm một người bạn tri kỷ để mà trêu chọc, tâm sự, sẻ chia mọi lúc mọi nơi, kể cả trên giường hay ngoài phố. Cái được này là điều rất hiếm cả đàn ông nào có được khi lấy vợ, đừng nói tới những ngôi sao showbiz như Trấn Thành. Gã không kiếm được một mỏ vàng khi lấy vợ, nhưng lại sở hữu một cô vợ tay hòm chìa khóa, đủ tin tưởng để giữ toàn bộ tài sản cho mình. Lấy vợ giàu, chưa chắc tài sản đã là của gã, nhưng lấy được một người vợ đủ tin tưởng và tử tế, đàn ông sẽ có được nhiều điều quý giá hơn là vàng. Gã cũng không được lợi lộc quá nhiều khi lấy vợ, nhưng rốt cuộc thì gã đang sở hữu một cuộc hôn nhân hy hữu và nhiều tiếng cười nhất của showbiz Việt. Ai bảo gã không toan tính khi lấy Harry, chỉ là tính toán của Trấn Thành không nhắm vào những lợi ích ngay trước mắt, gã nhắm tới những điều xa xôi hơn, ý nghĩa hơn mà một gã đàn ông vốn rất cần. Gã không phải gồng mình lên như nhiều người khác để chứng tỏ với đám đông rằng cuộc sống hôn nhân của tôi đẹp lắm, ngon tình lắm. Bởi dù có nói xấu nhau, cãi nhau hay mắng mỏ nhau thì ai cũng nhìn ra cuộc sống của cặp đôi này vui nhộn và ít màu mè hơn xa với những cặp đôi showbiz. Gã cũng không cần phải chiều chuộng hay làm mọi thứ theo ý cô vợ đại gia nào cả. Cũng chẳng cần phải lo tới những xì xầm kiểu lên đời khi lấy vợ, vì gã đã đang được nắm trong tay chính mình, và nếu có lên đời thì đó cũng là thành quả chung của hai vợ chồng gã cùng nỗ lực. Cuộc đời một người không chỉ cần có tiền bạc hay của cải, hạnh phúc, niềm vui và những tiếng cười đôi khi còn quan trọng hơn nhiều so với những thứ vật chất người ta mãi mê tìm kiếm. Lấy Harry, Trấn Thành có cả hai, ai dám bảo gã dại dột khi lấy vợ. Hãy nhìn cách gã cùng cô vợ phủ sóng game show bằng cách chơi nhắn nhít, thông minh và cực kỳ hút khán giả. Người ta sẽ hiểu rằng cặp đôi này đang đưa nhau lên, chứ không phải Trấn Thành cộng Harry. Sự hợp rơ tới mức đáng nể của cặp đôi vợ chồng này đã tạo ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mọi người. Ai dám chắc sự kết hợp này không tạo ra được mỏ vàng mới để vợ chồng họ cùng nhau đào xới. Cuối cùng, cái được lớn nhất của Trấn Thành khi cưới vợ sẽ là một điều cực kỳ đơn giản. Gã được là chính mình, được sống với cảm xúc thật, tính cách thật và con người thật. Điều mà không nhiều ngôi sao showbiz có được khi lựa chọn cuộc sống hôn nhân. Trấn Thành bật khóc khi trải lòng về cha, Trường Giang cũng không khỏi rơi nước mắt. Tối ngày thứ năm tuần này, 12 tháng 7, tập 8 chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu sẽ lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn và xúc động. Sau hành trình một ngày mưu sinh đầy tiếng cười và ý nghĩa trong tập trước, tới tập này, các đội chơi Trấn Thành, Harry Won, Trường Giang, Hương Giang, Hứa Vị Văn, Kỳ Duyên sẽ bước vào thử thách mang tên sáng tác khúc hát ru. Thử thách được đặt ra để giúp các nghệ sĩ hiểu được tình mẫu tử, phụ tử. Sau đó họ sẽ tự sáng tác ra những ca khúc cho đứa con sau này của mình. Nhà sản xuất Hồ Hoài Anh và những nhạc sĩ trẻ như Nam Trương, cặp đôi Sa Huỳnh, Duy Hùng và Minh Cường sẽ cùng tham gia hỗ trợ các đội chơi sáng tác nhạc. Trong quá trình sáng tác, rất nhiều cảm xúc đã ùa về với các đội chơi. Trấn Thành vì nhớ về bố mình đã bật khóc đến đỏ hoe hai con mắt. Anh vừa khóc vừa nói, từ xưa đến giờ, cha tôi thương con mà không dám nói. Ngồi cạnh Trấn Thành, Harry Won cũng chia sẻ thêm, ba anh Thành luôn là người không nói gì hết mà chỉ làm cho con thôi. Về phía mình, sau khi sáng tác xong một ca khúc dạt dào tình cảm, Hứa Vị Văn tâm sự, tôi và Kỳ Duyên có thể làm được hết tất cả mọi thử thách vừa qua chính là nhờ cảm giác mình đang mang thai một đứa bé trong bụng. Sau khi sáng tác ca khúc dành cho mình, ba đội chơi lại tiếp tục hành trình tới thăm các trẻ em khuyết tật tại những mái ấm tình thương. Đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ của các em nhỏ kém may mắn, Trường Giang đã rơi nước mắt ngay đi. Anh nói,
Tôi thấy buồn mà không biết làm gì hết, tôi không biết phải làm gì lúc đấy. Thấy vậy, Hương Giang cũng chia sẻ, tôi có một chút xuống sang lắm nhưng phải cố vui. Tôi biết anh Giang mà chứng kiến những cảnh này là anh ấy sẽ suy sụp hoàn toàn luôn. Đối lập với Trường Giang, Hứa Vị Văn lại không dám buồn, không dám khóc và chỉ mong các em sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống của mình.